Anh không đeo bánh tay mà được mà được không thôi anh không đâu đâu không quen anh bị nó đâu. Hello cả nhà nha, đây là chợ Đà Lạt tập 2. Vì hồi nãy là em đi một mình, bây giờ là em đi cả nhóm nha. Má Hương, bé Hai, Hạnh, Bi Chim, chị Giàu, Sưng Lan, ông xã em nè mọi người. Thì em đừng nói em là tớp nghe không, tại vì chỉ biết chị cộng thôi mà. Đó ông xã em nha mọi người nha, mới cưới. Cái gì Tâm? Múa bụng. Trời ơi, muốn lửa ấm lắm nha. Hồi nãy ra đây em gặp ông xã, còn gặp thêm bà xã nữa. Hay vậy? Ồ, tại vì em chơi hai hệ mà. Hồi nãy anh mới gặp một người quen tớp, luôn. Gặp bóp. Một lát xuống máy anh kể cho nghe, không có vàng. Một lát xuống máy anh kể cho nhóm mình nghe, chấn động ở chợ Đà Lạt luôn. Lát anh kể cho nghe. Thiệt. Không, một lát cuối giờ kể hết lít lít lít. Kể vô gì? Kể bà giàu ngay rồi. Chấn động luôn, ngay bên qua băng qua chợ Đà Lạt. Trời ơi, anh thấy anh hết hồn luôn, thiệt. Lanh 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 chơi chung với em. Lu đâu nhiều quá má ơi. Happy birthday. Thường ha. Thường ha. À, sinh nhật ai nè? Có mời không? Có mời tụi mình không? Ai là tớp không? Không có, làm lén. Nè, tổ chức lén cái bộ dấu mình. Thật ra là vậy. Có mời không? Có mời đi chung luôn. Không có vô đạo nha. Hội đẹp quá. Happy birthday Mai Thi nha. Mai Thi bên đây má. Ê, Mai Thi lại. Hẹn nhà hàng nào đó lại đi chơi chung cho nó vui. Khang tiếng nha má. Đi chung. Ôi, cháo gà, lòng gà. Hồi nãy em đi quay một phần cho cả nhà mình thêm. Bây giờ tập 2 nha cả nhà. Ngon quá chị ơi. Chúc ăn. Vô Cái Hương bắt đầu đi tuổi Hương chót ai vậy? Chim ơi, cái gì nè? Bị chim nè. Bị chim rồi mọi người. Bị chim Bình nè. Bình phải không? Em Bình phải không? Bình nè. À, Bình cho chị Bình. Chị Nghĩa má ơi. Thằng Nghĩa. Nghĩa nó là bạn của em. Nghĩa bạn em hả? Nghĩa. Đâu Nghĩa đâu? Lộn rồi, giống mặt Nghĩa ghê luôn á nha. Giống Nghĩa y chang luôn á. Giống Nghĩa y chang luôn. Y chang Nghĩa. Nghĩa chang. Nghĩa chang. Ủa không, nhìn cái gu em không. Nguyên một cái biển rừng nghĩ chợ Đà Lạt. Giống Nghĩa Trang Bình Hương là còn ông xã em không. Ông xã đó mà nhiều dữ vậy không biết nữa. Nè kè kè anh Cường kè phải không? Anh Cường kè. Kè anh Cường. Anh Cường. Lộn người. Anh Phú. Anh Phú. Trời ơi cái mặt sáng quá bị chìm. Ủa cái mặt sáng quá trời sáng luôn á. Sáng. Cái mặt sáng này không anh nhà phải không? Cái mặt sáng. Anh nói tên anh tên cái mặt sáng quá. Muốn ăn ngon ăn không? Bây giờ cái giỏ đâu vậy? Que chị ơi. Que. Dạ. Que. Anh nhà này mọi dạ. Người. Tại biết sao không? Hôm nay là tụi em á. Dạ. Im má im miệng lại má. Má đi ra để chết rồi chị em tôi đang làm ăn cái gì vậy trời? Chưa có ăn má rồi để mua. Mua rồi bỏ cho mày với mọi người nha. Đây là anh nhà. Anh nhà dương kịch anh nha. Này dương cây anh. Anh nhà. Là 10.000. Dễ thương sợ nhiều quá là... trời cũng kìa. Hai chia đây là 15. Cái này 30, cái này 20. Em không nghe gì hết anh lấy đi, lấy đi. Giờ không bây giờ nghe. Nè. Đâu anh chỉ lại cho em coi. Dạ cho mời anh em. 15. 10. Đây là 15. 15. Cái này 30, cái này 20. Cái này 100. Nhức đầu quá chị lấy đại đi chị ơi. Thôi lấy đại đi. Đại đi. Trời ơi nhức đầu quà. Đây là cái quà cái quà anh đây. Lựa đi anh không có lựa nổi nó lựa đi. Trời ơi là xứng láng đi ra có làm cái vậy? Trời ơi. Cái vậy? Em lựa anh nghe chồng em mà. Lỏ mọi người biết sao không mua trả tiền luôn nha là vợ đi luôn. chưa nói hết mình đàn gái mà anh hùng okay, gì sao? Á thật ra là tụi em á ở Sài Gòn là cũng như là để cho chồng lên đây buôn bán thôi rồi đâu là một năm lên thăm chồng một lần đó bây giờ nè em giới thiệu mọi người lôi chồng em dạ, anh đi anh Nguyễn Văn Nghè ạ.
anh lừa lừa đi chồng chị. Ôm chồng nó chồng. Anh xưng mẹ đi, mẹ vợ. Mẹ vợ. Dạ, lừa đi em. Nói chung cái này đi. Nó đi bỏ mình hết trơn rồi kìa. Lại đi, mình mê trai mà mình chịu đi. Lửa đi anh cầm cho anh. Dạo án gì lửa. Quạt than lên chưa anh? Có cái đồ than em quạt em cho. Cắn gà, cắn gà. Em quạt gì mà ổng. Cắn gà. Một cắn hai quá à. Nóng không? Bây giờ đứng nóng không? Ý rồi má. Ăn cái vậy cạp. Cạp, yeah. Cạp, cạp. Ủa, gà thì là mình ăn cặp hay là ăn sao? Dạ, một cặp cũng được. Cặp là bao nhiêu? Ba chân đi. Cặp là bao nhiêu? Một cặp là 30. 30 thì là lấy 2-3 cặp gì đó. Tức đại đi, mệt quá đi chim ơi. Nhiều cặp ha. Quạt cho ổng. Cặp được rồi. Món rồi để cho ông bán cực khổ ở đây, chắc em cứ ổng về cả nhà ơi. Cột quá. Gướng về nha. Anh bán một mình nha, không có để ông bán nữa nha. Trời ơi. Anh khôn về, anh lựa hot boy đứng bán rồi mình. Ngày đó bắp á. Em đem sao đem đi luôn. Trời ơi trời. Em ơi em. Chồng tao mà én. Én. Thôi chồng. Én. Én. Én gì nè én. Ảnh xăm gì nè én. Nướng nó dày cho anh luôn đây em. Không, mình nướng mình để đây xíu xíu mình ăn. Ờ để cháu gửi được không anh? Dạ được. Được, mình mua mình trả tiền rồi là mình muốn đi đâu mình đi. Đó. Lựa đồ đi đi chim, mua giùm ổng nhiều nhiều đi đi chim. Cái gì? Cái đó của em đó mà nướng chút xíu thì chú em lại lấy. Thương quá à. Ờ, mệt. Cưng quá à. Anh ăn mực không? Về mực bạch tuộc kìa. Em muốn lấy gì em lấy đi với chim. Dạ không, không có tâm trí nào được hết trơn. Ủa chồng em mà mẹ rồi, con dâu con rể mà làm im cái miệng lại. Mẹ chăm sóc con rể cũng không có sao hết trơn á đó. Không cho, có sao. Con rể có cho mẹ một bình không mà chăm chuyện sóc đó, chuyện, cái chuyện đó là chuyện của con rể. Bây giờ là mẹ đứng đây mẹ chăm sóc con rể. Cái bình đó là cái bình của em. Mẹ mượn cái bình để xài chút xíu cũng được. Mẹ đâu có lấy luôn đâu. Anh có xúc bình sang con không? Con có xúc. Thường quá. Biết sao không? Em đi xe máy lên đây nó bị hư á. Cái tay lạnh. Có gì đâu, gung tụi em gái thiệt á, giờ bộ mặt đồ. Tụi em là gái giả trai, không có sao á, đừng có gung. Ồ dễ thương quá ha, da mặt trắng như sợ trắng. Sợ, ủa mình ở xứ Đà Lạt luôn hả? Dạ, Đà Lạt luôn. Thôi về Sài Gòn đi em nuôi. Nóng quá, quẹt. Nóng, nóng đâu. Ở trọng nó kín quá đó, nóng. Ở ngoài đây khỏi cần quẹt, ở trong bị nó kín nè. Thôi vậy em phần trên cho, anh phần dưới đi. Ủa đi đâu hết rồi. Anh ơi, ủng hộ đi anh ơi, ủng hộ mấy đây giùm đi anh ơi. Chồng em bán, ủng hộ đi. Tôi vẽ đi, ghé đi. Combo luôn, bao luôn. 4 cây tính 10 ngàn thôi. Nó miễn phí đi. Miễn phí luôn. Miễn phí luôn cả nhà ơi. Miễn phí cho mình luôn hả? Đúng cho mình luôn hả? Bước mình lát rồi xong lấy được. Em quạt cho anh, khỏi quạt. Em nói em lo hết rồi. Chút xíu lấy. Chút xíu lấy hả? Ồ, chút xíu qua xuống rồi con lấy. Lát lại mình nướng lại. Nướng lại hả? Ồ. Lát lại lần được. Lát lại lần được. Đúng rồi đó. Đi quay trước đi. Bây giờ là trả tiền đi má, trả tiền đi. Trả tiền đi. Trời ơi. Ủng hộ đi anh. Ủng hộ đi. Dễ thương lắm, mua gì. Ông phòng phải không? Phòng à? Bạn có bị chim phải không? Phòng phải không? Cường. Ông có tên Cường hả? Dạ. Ngô, ngô. Anh tên Ngô. Dạ, dạ cũng được. Khách đây nha. Dạ, dạ ok. Đi nha. Ê Phan, em hỏi em mua cái gì vậy? Chị? Mẹ đi cho con gà. Chồng con mà mẹ ngắt quá trời ngắt chị. Chết đi, rồi nha. Đi nha. Đi nha. Đăng ký mấy cây. Trả tiền. Trả tiền. Bao nhiêu vậy? Có đó nhiêu vậy? Đăng ký mấy cây nữa. Anh nữa hả? À, cái này còn cái này của anh nữa. Em ba mấy cây nữa ba chút xíu là tính sao mẹ đưa em mấy cây nữa nhiêu vậy anh mẹ 50 chứ tao tính sau rồi tao tính sau để gửi 200 luôn đi anh lấy luôn cũng được nè sao vợ mẹ ba phải không chồng con mà ba đâu đúng vậy ba cũng ba eo đi ập dị quá nhà bình dị á ghê lắm á không phải là có chồng mẹ là có con lo ba để cái gì không vậy em đổi đi giờ chút xíu quay lại giữ 200 luôn đi trời ơi sủ luôn kìa bé duyên nữa tao tức quá trời chết rồi bé duyên nữa bé duyên má em thấy là chợ Đà Lạt á quan trọng là người ta bán đồ len là nhiều nè với lại mấy cái đồ thổ cẩm kia nọ á đúng rồi người ta bằng đồ được anh nào chưa? Dạ có đưa 200 mà chưa lấy đồ ăn ông, sao vậy 200 không còn đưa ông đi xã với con bây giờ rể. Con đưa trước 200 tiền ăn uống tính sao má ơi bây giờ đây con... là có chương trình là con ông xã với con rể người ta nói con gái tôi nó mê trai là đúng nhưng mà con nói cho má Hương nghe nè con cha con gái của má Hương có điều kiện nên bây giờ là thôi cởi cứu cho mấy anh ăn bớt đi má ơi chứ bây giờ mà giữ nhiều quá mà mình không cho mấy anh ăn bớt thì mấy anh không ăn mình ôi, mình cho mấy anh tươi quá ha dịu quá trời chết là nguyên quá rồi má tâm mình lắm chị một lát là dòng sau lấy đó chị lột cái này ra luôn nha ứng ní quá trời ứng thèm quá má ùn thiệt gì vậy mua cho vợ ai mua cho vợ vậy
mua cho đúng rồi, mua cho vợ đi má. Ủa ai vợ ơi? Vợ ơi, mua tặng Xuân Lan má. Sao khó hiểu á, cái này là vợ đây là chồng á. Thì giờ chơi tay ba, sao không hiểu, chơi cái ba nha, hồ xuân hương á. Thì cả nhà ơi, hãy để ra cái đó là con ghế con đẹp nè ba, ba con nè 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 ba con nè, ba con đây, ba con, con đó, cái đó là ba con nè không. Rồi rồi bé Duyên là ai? Bé Duyên là quỷ ma phải không? Ủa vậy hả? Con tưởng là ba con chứ. Ủa chết rồi. Chồng con thấy nhiều quá mẹ ơi. Con ở thành phố. Về Long Giang giống quá bên thôn. Nào trời ơi. Anh ơi chân mày có xăm không? Chân mày có xăm không? Sao đậm vậy? Đậm dễ sợ luôn. Coi thiệt hay giả? Em nói thật cho em, thấu thiệt em thấy. Trời ơi. Chân mày thiệt, chân mày thiệt nha em gần không? Không có màu xanh má ơi. Chân mày thiệt. Ủa mấy người vậy dâm lắm á. Trời ơi, không dâm không phải là anh. Trời ơi, ôi. Trời ơi. Nếu không dâm á là không phải đàn ông đâu nha. Ôi ui. Cho số điện thoại đi, anh đặt mấy cái đem vô nhà, chở vô dâm em được không? Đặt nhiêu hả? Đặt nhiêu? Chờ hết nữa. Dính, hồi đi lắp dính trụ nữa mà. Chị mê cha đó chị dính nữa bây giờ. Đây, đây. Cái. Anh bạn ơi, cộng xưa cộng xưa xưa mà. Dạ, dạ. Hôm qua là sao? Ai mua 7 cái váy đâu đó. Ôi, em mày mua ồ chứ mày đây 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 đúng không? Ê ê nè, đây cũng cá hả? Trời ơi, đừng nghĩ xưa chị ơi, chị ai cầu mua chị đó là gì nhiêu vậy? Nè nè nè, bạn giải thiệu rồi đi, rồi cái áo này đi kìa. Đúng rồi. Cái... Ôi trời ơi quan trọng hả? Quan trọng. Cái gì vậy? Trời ơi chết rồi máu hay quá. Ai ơi nè, ông nội ơi. Vô đây. 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 Trời ơi là trời. Đáng ghê vậy. Anh mãi không chịu đi kia sao bóp Xuân Lan. Đáng dễ sợ luôn á thiệt á. Hạnh ngồi đi Hạnh, ủng hộ chồng đi, ông xã của anh nha. Ôi sao gì? Má mà thiệt. Vậy là cái Xâm Lam hả? Dạ kêu bà Xuân Lan. Xuân Lan. Siêu mẫu, người ta là siêu mẫu. Trời ơi. Con không có được mà ông xã ơi, con của em được ông xã ơi. Em gái. Cái đó là em vợ. Em vợ mà. Dâm thiệt má ơi, có dâm vợ nha, dâm thiệt nha. Hả? Thế dễ. Thiệt. Cưng quá à, ông xã. Thôi chết rồi con. Trời ơi. Tết nha. Tết. Con. Tết nha. Trăm rưỡi kìa anh Hồng. Trăm rưỡi. Bốn. Thấy ba luôn nè. Bóng kính luôn. Bóng kính luôn cả nhà. Bóng kính. Bê đê luôn. Trời ơi là trời. Trời ơi. Điếc nè. Nè nè nè. Nè thấy ghét. Má. Nè thấy ghét nè. Thấy ghét nè. Trời ơi. Trả tiền kìa. Trả tiền kìa. Cảm ơn nha. Trời ơi. Trời ơi. Nè dỗ lại lần nữa đi. Dỗ lại lần nữa. Dỗ lần nữa. Trời nè 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 trời ơi quay Xuân Lan kìa Lan Lan ơi chị hai hành nghề Lan ơi vô che cho chị hai hành nghề Xuân Lan vô che chị hai hành nghề. Cho chị hai hành nghề Lan ơi. Ai má buồn được không? Ai vậy? Đây Tam. Đồ áo đây đẹp hơn bệnh. Vô đây. Trời ơi té vô người. Nhỏ này té dễ sợ luôn á. Mất dễ sợ. Bức đếp ghê. Gái đi từ từ hả má. Trời con gái mà ham đi té. Ham vô té cho người trai. Biết chỗ té ghê. Biết chỗ té dễ sợ. Chỗ này quá em luôn ai muốn té. Chắc rồi. À trời ơi. Ôi trời. Em có như cái giường vậy má. Em quá trời. Xã anh ơi, anh đưa cho mọi người xem, biết anh buôn bán của tôi là ủng hộ, em nói thiệt á. Mối tôi là tôi ủng hộ anh. Đó, ủng hộ ông xã biết tâm nha mọi người. Ông xã nha mọi người nha. Anh em nói thiệt tình, anh đừng có ngại mốt cái gì, đây tôi ủng hộ anh. Ha, anh này không phải ba, anh này không phải ông xã. Anh này nè, anh nhìn nè, đó anh ơi mọi người, ông xã em cho mọi người. Đi ra đi má. Ông xã đưa cho mọi người, ông không chịu, anh chịu ông này. Đây ông xã nha mọi người nha, massage cho ổng. Má Hương thấy không? Má Hương giỏi không? Má Hương phải được con rể mình mới đúng nha, má Hương nha. Má con rể massage. Đó. Bà vào trả đi vào 180 vào ơi. Đi. Đi tiếp nè anh Hùng ơi. Em giận anh luôn rồi. Anh Hùng. Về. Nè, nó mất cái điện thoại nè.
cái này em nói là massage ảo mỹ mè, ẩm mỹ nè. Massage mặt mè. Cái này là thơm lắm, em mua tranh Hùng đó má, thử coi nó vừa không. Để đâu nha, quần đi hiểu nha. À không hiểu, anh Hùng mặc. Mặc luôn hả? Mặc luôn. Đúng không, cái này là massage mặt mà. Không phải massage mặt đâu. Ai mà bắt mày bảo ngoài đây trời. Không, bình thường mà. Kỳ vậy? Nó to vậy đó. Kỳ dạ. Kỳ. Cái mua luôn vậy trời. Trời ơi. Massage lận hả? Massage lận. Chết, đâu có lận là massage. Sao mặt má ơi. Tặng cho anh, bà giàu. Sao mặt không anh? Tặng cho bà giàu đi, bà giàu á. Giờ đi hỏi ta má, hồi nãy giờ đi mua bị lầm. Tặng cho bà giàu đi má. Mọi người ơi, bà sao mặt, mặt đúng không? Tặng cho chị giàu về cho đâu. Đâu rồi, ai cầm rồi? Má cầm điện thoại phải không? Trời ơi là trời, không nói. Tôi mất cái điện thoại nữa. Nè, trời ơi, kìa. Phong kìa. Phong nào? Phong Long Phong Nguyễn. Phong Nguyễn. Phong Long Phong Long. Hát quá trời. Má sao mặt má. Hát quá. Má sao mặt đi chứ má. Không có. Ừ. Rồi, có phải đâu nè. Ha, không có dính. Không. Nè. Không có dính đâu hết trơn đâu. Không có dính gì hết. Không phải má sao mặt. Quỳnh lại. Quỳnh lại mua dâu với mua mất sao mà quỳnh. Chính xác. Chính xác. Còn 200 đẹp rồi. 200 cho ông xã của em kìa. Lấy đồ ăn lặng, lấy đồ ăn kìa. Còn gửi 200 đẳng má đi đi vòng tốt hết 500 rồi nè. Ủa, hồi nãy em tưởng em lấy. Cao, cao. Cao quá à, chú cao quá ha, bự quá cao ha. Cao được gì đâu. Không, cao ngon lắm á chú. Ngon được gì đâu. Chắc dễ sợ luôn á, chắc giống như ba con. Dạ, thích ngon á. Ngon, có thể chú ngon. Thì có bự con thì chú bự con thì chú cao mấy 8 không chú? Em. Thấy chưa, con đó là chính xác luôn. Ở dưới là 18 đúng không? Có 11 à. Gì? Xù. Thôi chết rồi, cái này là gặp, người ta gọi là hàng dễ bợn. Ịch quỷ á, hồn á, ịch dị đó. Trời ơi, hay quá chú ơi, xuất sắc luôn. Cho số điện thoại đi, tao thử mới biết. Dày bớt rồi đó, đúng không? Dày bớt hả mẹ hả? Quậy đã rồi thì tụi em sẽ quay cho cả nhà mình xem về mặt hàng của đặc sản của Đà Lạt nha cả nhà. Giống như là hồng dẻo. Đó, hồng dẻo nha cả nhà. Hồng dẻo, mình ăn thử bên này luôn nè. Dạ, dạ em. Em thấy hồng dẻo với lại khoai lang dẻo á là ngon nhất. Ngon nhất. Chuối. Mấy cái đó thì thường rồi. Qua đây thấy đâu? Mấy cái nước dâu nè. Cái nước nè. Đó, các loại nước về pha uống. Đó, cả nhà thấy không? Nhìn rất là bắt mắt. Còn đây là cam. Cam mà làm theo kiểu giống như bị chim. Kìa giống như mấy hộp mứt của mình á. Cái hộp mứt vậy đó, đúng rồi. Nhưng mà cái này ngon lắm. Cái vỏ ăn rất là ngon. Phan coi. Yeah. Cái vỏ nè. Chầm khăm. Chầm khăm. Đây nè anh trai nè, mình ăn thử cái hồng treo gió này bảo đảm bao ngon cho mình luôn. Đó, nó phải đặt ruột như này mới đúng hồng treo này. Căng thoải mái, mua cũng được không mua cũng sao rồi. Này bán theo bịch hay bán theo ký anh? À, nửa ký là 250, một ký là 500. Má Hường. Cái lành thì ngon vậy. Thằng này ngon ghê á mấy hai. Đây là anh chắc ăn thử hết rồi. Bịch nửa ký 250 mà. Ngon lắm luôn á. Nửa ký 250. Ngon lắm luôn mà. Rồi. Ngon rồi. Ăn thử ăn. Nó thì còn nguyên cái bịch. Mua không? Mua bán nửa ký nha. Mua bán nửa ký. Sinh tố. Lấy ra bịch nửa ký. Dạ rồi. Hai một bịch nửa ký hai bịch đi. Về nhà mình ăn một bịch, về nhà bà hỏi lạnh mình ăn. Cứ bỏ cái ăn mát ăn dần dần nè. Ngon lắm thôi. Kê cho Hạnh ăn Hạnh nữa. Ngon lắm Hạnh. Dịu lắm. Người lớn ăn là ok đúng không? Nó mềm xèo à. Thấy không? Ngon thiệt mọi người. Dễ ăn không? Dễ ăn không? Ngon thiệt. Anh mua ký bịch nửa ký còn mắc nửa ký. Cái này nhiêu ký? 500. Rồi nửa ký. 800 ngàn á, đây bán thì ok, có mấy mua á. Thổi trả luôn. Mọi người thấy quen á. Mua giống vậy nha, anh đừng có lấy cái xác nha. Lấy cái đó nữa cho em. Rồi rồi rồi. Ý là để cắt mình ăn thử hết đi, cái này làm sẽ làm cho nó dán. Cái này là dán sao? Cái này thì rẻ hơn, cái này có 360 một ký thôi. Thôi cái kia ngon. Cái kia giống như mực gì đó. Đúng rồi, cái kia này bình thường lắm. Nhìn quen không? Dán cái tem lên. Quen không? Đã qua rồi hai à. Ừ, cái kia ngon hơn, cái kia dẻo hơn, này khô quá. Cái này cái kia ngọt mà ngọt kiểu nó có mực vậy đó. Này mới ngon, khác ăn này xu à. Đúng rồi, giá là của đó. Cứ kiểm tra hàng đi hả, bảo đảm. Cứ mở ra kiểm tra, tại cái được có hường với em là được rồi. Có hường không? Yên tâm đi. Hường lại quên. Hường lại được gì? Được có xạo nha. Ăn thử loại nào là bán loại đó chứ. Ok có anh. Ăn một loại bán một loại, tại cửa hàng lớn là bán uy tín. Dạ ok ông xã, ok ông xã. 500 vào. 500. Về trai cái tuổi nhé. Thì ghét quá à. Em gái. Hồi nãy thấy người ta chạy vậy à. Con này con gì? Không phải anh này không? Con này con gì? Tao hỏi con này nè. Con cua. Dạ. Để 500 đi vào. Bữa này phải anh này không? Tao hỏi đâu. Mới chạy đó má. Phải không? Chạy đó. Đâu, chạy đâu. Không phải. Phải không? Bên kia hả?
kia. Giống vậy. Không phải. Nó mềm nhưng mà nó mềm theo kiểu nó không có mực. Hai anh em hả? Hai anh em thì giống đúng rồi. Cái kia nó ngọt theo kiểu mực, nó ướt áo lắm. Còn cái này nó bị sơ, em hiểu không? Nó em ăn vô em cảm giác em biết liền rồi, má ơi, thấy không? Cái này nó cảm giác nó sơ, còn cái này nó ăn vô nó ướt ẩm vô nó ngon lắm. Cảm giác khô. Đồ nó. Cái này cũng dịu lắm nha Tâm. Có giá kìa. 500 ký vui vẻ. Lát giờ con đưa cho má Hương, giữ đi. Đây là nửa ký hả? Ngon lắm, bị chim mua dịu lắm. Dịu lắm. 800 ngàn một ký đó. Anh mua vô đưa vô chồng 800 ngàn một ký, 700 ngàn một ký đó. Thiệt mà. Mình ra tới đây á. Đà Lạt luôn hả? Đà Lạt là cái đó là bị chặt khắc rồi. Đó. Thôi bây giờ mình lại mình lấy chuẩn bị sống này, mình lấy đồ ăn mình ăn đem về phòng mình ăn đi. 30 Wow, cả nhà thấy có hoành tráng không cả nhà? Đó, bơ nữa kìa bi chim. Mà bơ mua giờ nó dập hết, nó mềm hết rồi bi chim ơi. Không, em biết bơ này với Sài Gòn có nè. Đúng rồi. Sài Gòn giờ cái gì cũng có chưa. Thôi bây giờ mình có thúc clip. Ờ, cái này ngon, bi chim ăn thử giao buổi này chưa? Rồi, em ăn rồi. Giao buổi này nhiêu vậy anh? Có để giá nè. Ủa? 80. Cái này nhiêu? 80 anh ăn nha. Ê, nhưng mà ăn thử coi. Anh ơi, giao buổi này nhiêu vậy? Xanh thì 80 mà cái xanh nó ngọt lắm, ăn cái trắng nó ngon hơn. Ăn cái trắng hoặc cái vàng nó ngon hơn. Ủa, bao cái nào đâu? Mất cái trắng nè. Cái trắng nè. Cái trắng này khô. Em ăn cái bưởi. Cái này trên dây. Vỏ bưởi nè, bỏ trên bưởi. Dây. Trên dây hả? Ủa, em thấy mùi xanh nó ngon. Mùi xanh ngon hơn chứ. Ừ. Ủa, kết thúc clip hả mọi người? Kết thúc clip ăn tiếp. Ngon. Đi là tốn tiền, là đi ra dập hết 1 triệu bạc. Này đúng 10 buổi luôn. Ai là chợ cho em. Em giỏi 15. Biết. Có rõ không? Hết thương rồi má. Hết thương hả? Ừ. Này ngon hơn. Cái này nó hăng mùi bưởi quá. Nó hăng mùi vỏ quá. Nghe mà nó ngập mỏng quá. Có nào ngon sâu không? Cũng được. Nhưng mà nó ngon hơn. Cái này ăn nó không bị ngọt nhiều. Đúng rồi. Này nãy anh nói mà này không ngọt nhiều đúng không? 80. Nó nè. Em nói anh có con cái đó đi, không phải là ai bắt đâu, nó theo trai rồi. Cúp clip đi chim. Cúp clip đi. Ủa, cái mắt kiến này không có cái chồng nữa mà. Không có chồng đi. Trời ơi. Đưa vô là lọt luôn á nha. Thế lọt con mắt kia coi. Đâu bác. Nãy giờ là mọi người thấy tụi em đã đi vòng dạo quanh chợ Đà Lạt như thế nào rồi. Ủa mà lúc nãy giờ mình có quay, hôm qua giờ mình có quay chợ Đà Lạt không? Có, anh mới đứt thì nãy, nhưng mà hồi nãy là chỉ là anh chỉ giới thiệu thôi, còn bây giờ là chỉ là đi hơi đi tung sâu vô vào trong đây. Đây cái này là thì là tụi em không? Cũng đã thường chai thục chai cái nội, nhưng mà đặc biệt nha, Đà Lạt sao gu em nhiều lắm. Đúng luôn quá, bị chim luôn. Ở đâu mà không biết mùa Tết thì Sài Gòn hay mà các tỉnh khác đổ về mà đông thiệt là đông mà đẹp công nha, không ai xấu nhưng đẹp thiệt là đẹp. Ôm quá chứ, ôm cục đem về, cục đem cục gì, cục ấm mỹ. Nhưng mà chắc mọi người cũng biết là tụi em chắc không có bình nào chứ, là mọi người cũng biết đúng không? Không có bình nào hết trơn nha, chỉ là khen thôi, hưởng hước cho tất cả mọi người ở trên đây cho vui vẻ. Mình cho mình cũng không có làm gì đi chim ơi, mình vui cho dễ. Anh chị thôi xà xà giờ có cho em làm thiệt nha. Hả? Nói chung là ở trên đây mình giống như mình quay cho anh chị vui thôi, chứ mình ai mà làm mấy cái đó. Mình không có làm mấy đó. Không có làm đó. Không có làm. Cho cái lấy hai ba bình, cho một bình rồi hai ba bình. Cho thêm bình nữa, cho thêm bình nữa. Xin thêm. Đi chim hay xin thêm giống anh nè. Cho nó cho em mình xin là em xin 3, 4 không ba bốn dạ tụi em thích số 3 với số 4 tôi làm thích vậy đó mới đủ cái cử của em cái nư nha, cái nư của em phải chơi vậy đó. Thế là chứ cả nhà ơi, thì hồi nãy giờ là em và Bi Chim đã dạo một vòng để tương tác và ghẹo cà khịa với lại các anh trai buôn bán hàng rong với các em trai này nọ, thì để vui vẻ cái clip cho cả nhà mình. Nói chung là trong giới LGBT tụi em là cả nhà rất thích nhất là những cái lúc mà gọi là cà khịa những cái thanh niên này nọ là vui vẻ nha cả nhà nha. Chứ thực chất tụi em rất là duyên dáng bình thường chứ ngoài tụi em không có vậy đâu. Tụi em rất là thùy mị và dễ thương luôn nha cả nhà nha. Ở ngoài vậy nè, không bao giờ vậy đâu. Muốn ăn thịt ra luôn. Cái gì vậy? Nữa hả? Rồi, bye bye cả nhà, chào tạm biệt. Hẹn tất cả mọi người vào một cái clip sau. Và ngày mai chúng em chuẩn bị xuất phát về Sài Gòn. Và tới 10 tây nữa tụi em sẽ có mặt tại Châu Đốc và Hà Tiên nha mọi người. Hẹn mọi người vào Châu Đốc và Hà Tiên. Nói chung là ngày mai tụi em có mặt ở Sài Gòn, nhưng mà khuya là tụi em có mặt. Nói chung là không ngủ ở đêm nào ở được ở Sài Gòn luôn. Tại vì chính tại về là khuya đi nữa rồi, không ngủ được khuya ở Sài Gòn luôn. Châu Đốc rồi. Bye bye, hẹn mọi người ở Châu Đốc và Hà Tiên nha.